thưa quý vị hàng thừa kế bao gồm những ai và trường hợp nào việc thừa kế được xác định theo hàng thừa kế đó là những thắc mắc của không ít các khán giả và để hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật về vấn đề trên trong chương trình hôm nay chuyên mục đúng hay sai chúng tôi mời đến trường quay luật sư nguyễn thị hồng linh công ty luật trách nhiệm hữu hạn link partners đoàn luật sư thành phố hà nội sẽ giải đáp về vấn đề này kính chào luật sư xin chào mc hồng hạnh xin kính chào quý vị khán giả trước tiên mời luật sư cùng quý vị khán giả chúng ta sẽ theo dõi clip tình huống ngay sau đây Bà X có chồng là ông Y, có 3 người con là A, B, C, đều đã thành niên có khả năng lao động. Đầu năm 2021, bà X chết do tai nạn giao thông. Sau khi mai táng, ông Y vẫn quản lý, sử dụng ngôi nhà và thửa đất với diện tích 500m2 là tài sản riêng của bà X. Cuối năm 2021, ông Y có đưa bà Hát về nhà để chung sống như vợ chồng. Vì không muốn bà Hát được sử dụng, sinh sống trên ngôi nhà và thửa đất nêu trên, những người con có thỏa thuận với ông Y để phân chia di sản do bà X để lại. Nhưng ông Y không đồng ý, ông cho rằng bà X chết không để lại di chúc, ông là chồng bà X nên phải được hưởng toàn bộ di sản thừa kế của bà X. Thưa luật sư, ở tình huống chúng ta vừa theo dõi bà X mất đi và không để lại di chúc thì ông Y có quyền được hưởng toàn bộ di sản thừa kế của bà X hay không? Ạ? À trong trường hợp này là không mặc dù trong trường hợp này chúng ta có thể thấy rằng là ông y đang là người quản lý cái đất và nhà do người vợ của mình để lại tuy nhiên vợ của ông chết đi và không để lại di trúc cho nên trong trường hợp này thì cái việc thừa kế sẽ được phân chia theo quy định pháp luật thế thì trong tình huống này thì chúng ta có thể thấy rằng vợ ông y mất đi thì còn lại chồng, còn lại ba người con và đây là những người mà thuộc hàng thừa kế thứ nhất. Cho nên trong trường hợp này thì chúng ta sẽ phải thực hiện việc phân chia di sản của người vợ theo quy định pháp luật chứ không phải là vì ông chồng là ông Y đang quản lý cái tài sản đó và ông sẽ được quyền sở hữu tất đối với cái tài sản đó. Tuy nhiên lưu ý trong cái trường hợp này thì đối với cái mảnh đất này nếu mà trong cái thời kỳ còn sống mà đứng tên riêng của người vợ và đã có những cái căn cứ để xác định rằng là đấy là tài sản riêng của người vợ thì chúng ta mới tiến hành phân chia đối với toàn bộ cái thửa đất do bà vợ để lại. Còn nếu như cái thửa đất này hình thành trong cái giai đoạn mà hai vợ chồng ông Y đã lấy nhau thì trong trường hợp này thì chúng ta có thể thấy rằng là cái quyền sở hữu của người vợ nó chỉ chiếm 50% đối với tài sản thôi và trong trường hợp này thì chúng ta sẽ chỉ phân chia 50% cái phần sở hữu của người vợ đối với thửa đất. Thưa luật sư, còn đối với di sản do bà X để lại thì việc phân chia giữa ông Y với ba người con sẽ được thực hiện như thế nào? Nếu như mà các đồng thừa kế có thể thỏa thuận được và đồng ý được với nhau thì sẽ đi ra một văn phòng công chứng và thực hiện cái thủ tục khai nhận di sản thừa kế của người vợ để lại theo đúng cái ý chí của các bên đã thỏa thuận với nhau. Thế còn nếu mà trong trường hợp không đồng thuận được với nhau ấy thì hoặc là ông y hoặc là một trong những người con hoặc là tất cả những người con có thể thực hiện việc khởi kiện và đưa vụ việc ra trước tòa án có thẩm quyền để tòa án giải quyết phân chia cái tài sản do người vợ và người mẹ của mình để lại. Xin được cảm ơn những chia sẻ của luật sư Nguyễn Thị Hồng Linh. Thưa quý vị, trước khi kết thúc chương trình, mời quý vị cùng đến với câu hỏi tình huống dành cho khán giả. Là hàng xóm láng giềng thân thiết của nhau, ông Quy đã cho bà Y vay 3 cây vàng để bán lấy tiền hỗ trợ con trai xây nhà. Thời hạn vay là 5 tháng, có giấy viết tay của bà Y. Con trai của bà Y cũng biết việc này. Hai tháng sau, bà Y đột ngột qua đời do tai nạn giao thông. Đến thời hạn trả nợ, ông Quy đã yêu cầu con trai bà Y trả ông 3 cây vàng. Nhưng con trai bà Y không trả vì cho rằng việc vay vàng là do mẹ anh chứ không phải là anh mẹ anh đã mất nên anh không có nghĩa vụ phải trả nợ thay. Ông Quy băn khoăn trong trường hợp này phải làm thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi hợp pháp của mình về tài sản là ba cây vàng đã cho vay. Pháp luật quy định như thế nào về nghĩa vụ trả nợ cho người đã mất? Những thông tin hữu ích vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Sống và làm việc theo pháp luật của Đài Hà Nội ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại!